những con ma thường gặp trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ma có nhiều loại với những tên gọi khác nhau tùy theo vùng miền. Có các loại ma phổ biến như ma chơi hay gọi là ma chơi là những đám lửa sắc lập lòe được nhìn thấy vào ban đêm ở những bãi tha ma. Đây là một hiện tượng tự nhiên các nhà khoa học có thể giải thích được bằng trí thức khoa học, không hề bí ẩn như nhiều người mê tín đã kể. Ma chơi là hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ, gồm hai chất đó là phốt phin và đi phốt phin. Trong xương người và sinh vật dưới mồ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện nhất định sẽ bốc cháy thành lửa. Các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ, xanh nhạt, lập lòe khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được ánh sáng, còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Ma gà hay còn có tên gọi khác là ma chài hoặc ma ngũ hải, có nguồn gốc từ một số dân tộc miền núi Lạng Sơn như Tày, Nùng. Đây là một trong những điều bí ẩn lớn nhất tại các bản làng vùng cao, với những người tin vào sự tồn tại của ma gà cho rằng nó được sử dụng như một loại bùa ngải có tác dụng đem lại may mắn cho gia chủ hoặc chủ ểm kẻ thù từ xa. Kẻ bị nguyền có thể gặp phải trăm vàn xui xẻo như tai họa bệnh tật, tai nạn và bị thù ghét. Ma sói có nguồn gốc từ phong tục của các dân tộc thiểu số ở vùng thượng du Tây Bắc, tại xứ Mán, Mèo. Khi nhà có người chết thì các thầy mo sẽ bó xác chết cho cứng lại, rồi bỏ vào một cái quan tài dựng đứng đặt ở góc tối của một ngôi nhà. Loại quan tài này được tạo từ một thân cây gỗ rỗng. Các thầy mo sẽ cúng cơm cho ma ăn mỗi ngày và ngày nào cũng gọi tên của nó cho đến khi con ma sói trả lời lại thầy mo bằng một hình thức tương tác tâm linh đầy bí ẩn. Trong một khoảng thời gian tương đối dài, thầy mo sẽ dạy cho con ma sói cách thức giữ nhà. Khi thành công thì có mở cửa nhà cũng không ai dám vào nhà mà phá phách trộm cắp. Ma lai hay còn được gọi là ma lai ba khoang là một loại ma trong truyền thuyết, chuyên đi ăn phân nội tạng của người hay súc vật. Tương truyền ma lai ba khoang cũng có những cô gái xinh đẹp ở vùng Tây Bắc, khu vực giáp danh xứ Lào. Đây là những thiếu nữ cực kỳ diễm lệ với cổ ba phân ngấn đỏ hồng, nhưng khi gần gũi lúc nào cũng có cảm giác phảng phất mùi tanh tưởi đâu đó. Ma da có thể phân loài ma này thuộc loại quái vật nước do môi trường sinh sống của chúng là ẩn mình dưới nước. Do Việt Nam là một đất nước có hệ thống sông ngòi chẳng chịt nên việc con người bị chết đuối thường xảy ra thường xuyên, nên dân gian kể nhau về câu chuyện của ma da để hù dọa, răn đe lũ trẻ con. Bóng đè hay còn được gọi là ma bóng đè không gây nguy hiểm đến con người. Theo mô tả của một số người từng bị bóng đè thì ma bóng đè có hình dáng như con người, đen như bàn đêm. Khi bạn đang chìm vào trong giấc ngủ sâu thì bạn sẽ bị rơi vào trạng thái mơ màng. Có thể bạn sẽ có cảm giác như thấy mình đang bị rơi từ trên vực cao xuống, hoặc thấy như bị ai đó bóp cổ, bị chó đuổi, bị rắn tấn công, muốn chạy mà không nhúc nhích nổi. Có người cảm thấy như nghe có sức mạnh đè lên người mà mình không thể nào đẩy ra được, khó thở và có khi là ảo giác nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp hoặc nghe được những âm thanh bí ẩn. Ngoài những loại ma kể trên, còn có ma men là vong hồn của những người say khi chết. Thành ma vẫn thường hay lôi kéo người khác say sưa tới chết. Ma thần vòng là hồn ma của những người thất cổ chết, sau đó xui khiến người khác cũng thất cổ tự tử chết như họ. Ma chành hay còn được gọi là ma cọp dữ, thường tìm dẫn những con cọp bắt ăn thịt người khác để họ được đầu thai. Và nhiều loại ma khác như ma le, ma hời và ma lon.